Chưa, làm trai còn chưa. Em thấy đa phần hung là con trai phải chủ động, giờ con trai không biết thì kỳ quá. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu đi bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Việt Trinh, năm nay em 23 tuổi, 8 tháng. Em là nhân viên văn phòng và em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn nam. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tên em là Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1988. Em quê Thanh Hóa, đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Công việc em bảo trì máy ạ. Làm ở công ty có đông bạn gái không? Cũng nhiều rồi anh. Nhiều. Không lẽ không có để ý cô nào hả? Tại em nhát có. Em nhát hả? Vâng. Nhưng mà có mối tình nào chưa? Có anh ạ. 20 tình rưỡi ạ. 20 tình rưỡi rồi. Rưỡi rưỡi đó là sao? Đó là một 20 tình kia mình có biểu hiện tình cảm rồi. Còn một mối tình là chưa biểu hiện. À. Nhưng chưa biểu hiện thì sao biết nó là mối tình? Mình cũng có ý chơi rồi. Có hùng chưa? Chưa. Nắm tay còn chưa. Chưa nắm tay luôn hả? Quen bao lâu mà chưa nắm tay? Được 3 tháng ấy. Còn hai mối tình trước, có mối tình nào dài không? Có, sinh viên dài, cũng được nửa năm. Nửa năm? Cũng đâu có dài đâu. Dài quá. Nửa năm có hùng chưa? Thơm má. Thơm má thôi hả? Là cuối cùng đó giờ có hùng được ai chưa? Chưa, vẫn đang còn chưa biết hôn. Thôi. Chưa biết hôn luôn. Trời, ông này ông nhát thiệt ta. Nãy giờ nghe bạn trai kia chia sẻ chưa có hùng bạn gái nào hết, còn em thì sao ạ? Dạ em có một mối tình, có hùng rồi. Có hùng rồi, vậy là hơn bên kia, có kinh nghiệm hơn rồi. Dạ. Nếu sau này hai mình có hùng nhau thì nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn kia. Tại vì em thấy đa phần hùng là con trai phải chủ động, mà giờ con trai không biết thì tự đi học với kem chị thấy nó kỳ quá. Bậy, cái đó đâu có học được em. Không lẽ giờ muốn hùng em ta phải đi tới chỗ học hùng người khác rồi mới qua hùng em. Nhưng mà tôi hỏi bạn trai này, lý do bạn nhát gì không chắc đi là một lý do để chia tay đúng không bạn gái đúng không? Không. Cái lý do là sao chia tay bạn gái? Chia tay do bạn chơi em mà không có chiều chuộng ga lăng. Cụ thể là chuyện gì mà bạn không ga lăng? Ví dụ bạn rủ mình chở bạn đi mua sắm, mình ok chở. Nhưng mình không thích đưa tiền trả. Bạn gái mà đi shopping mua đồ mình trả chứ có sao đâu. Ví dụ mình rủ bạn mua sắm thì mình sẽ trả. À rủ mới trả đúng không? Có nghĩa là người ta chủ động thì người ta mới trả. Thì nhiều khi cũng thông cảm, người ta không có chủ động, tự nhiên kêu chở đi giùm cái tới bắt người ta tiền, tiền đâu người ta trả. Nhưng mà không, chị cho hỏi bạn trai một câu nữa. Ví dụ mà mình lấy nhau đó, mà vợ bạn đó thì đi mua sắm lấy tiền bạn trả được không? Lấy nhau biết đâu bạn vợ anh giữ hết tiền đâu trả anh. Đó, chủ yếu là mình muốn chốt lại cái chỗ đó thôi. Bạn nữ nghe bạn nam chia sẻ rõ là đúng không? Dạ rồi. Thôi giờ em nói về bản thân mình một xíu. Mình có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em hả? Là em rất là khỏe. Em có thể bưng một cái bình nước 21 lít, mà từ dưới tầng trệt lên tới lầu 3 không có nghỉ luôn, đi thẳng lên luôn. Em rất là khỏe. Tướng nhỏ nhắn nhưng mà khỏe dữ vậy hả? Dạ, cái này gọi là trâu chứ không phải người. Trâu chứ không phải người. Trâu thôi. Bên đây á có thể bưng một cái thùng nước 21 lít từ lầu 1 đến lầu 3 đi một hơi không có thở. Không thở sao sống nổi. Là lên tới nơi không có thở dồn dập. Bạn trai này yếu nhút nhát lắm. Nói chung là đánh bạn từ sáng tới chiều không thở luôn đó. Được không? Chắc chết quá. Chắc chết quá hả? Rồi ngoài cái dịu mạnh đó ra mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ kiểu giống vậy đó. Còn một cái nhược điểm của em á là nói chung là chia sẻ nhỏ nhỏ chút xíu. Đó là em con gái mà tay em rất là nhiều lông. Lông như lông khỉ vậy đó. Nói chung là mạnh thì mạnh như trâu mà lông như lông khỉ vậy đó. Có chị thấy không? Có chị lông gì đó. Đâu bình thường. Nhìn không, tay chị cũng lông nè. Đó có sao đâu. Không có vấn đề gì hết. Dạ. Bạn trai thấy sao bạn trai? Em cũng chưa tiến hóa hết rồi. Rồi bây giờ vậy. Bạn trai hãy nói khuyết điểm của mình giống như bạn gái nãy đi. Ưu điểm em là nhớ dai và cũng nhanh quên. Nhớ dai mà hay quên là sao? Không hiểu luôn. Cái nào vui không giờ quên. Có chuyện là mình không thấy vui rồi mai quên rồi. Thế là được á. Mượn nợ người ta thì là quên, mà người ta mượn mình nhớ dai. Thế là ưu điểm em không có nhiều. Còn nhược điểm em thì sợ con gái khóc rồi. Họ khóc và mình trước mặt mình là mình không biết làm gì cả. Mình thôi bạn bảo gì cũng được. Bây giờ bạn muốn tìm bạn gái thế nào? Em thì muốn tìm bạn gái thật thà, ăn mặc thì giản dị và mập chút. Mập chút để gì? Tại nhìn mập mình thích. Thích mập ha? Vâng. Không thích gì ở con gái? Em không thích con gái phấn son quá nhiều nhạt. Hai là hai mối xấu người khác là em không thích. Vậy thôi đúng không? Rồi đó. Rồi gái em có yêu cầu gì bạn trai mình là mẫu người như thế nào? Dạ thì em muốn bạn trai của em là cao trên 1m72, là chính xác là con trai, là con trai 100%, chứ nếu như con trai không có con trai 100% lấy về cũng không bằng ăn được. Em muốn bằng ăn cái gì?
lại gì nữa không? À, dạ em thích con trai đeo kính. Bên nó có kính không vậy? Em cứ cận người em không mang kính gì ạ. Với lại là những con trai mà kiểu như là mạnh dạn quá như là tao không thích đó. Mạnh dạn thôi em yên tâm đi. Em mới vừa nói em muốn con trai 100% mà giờ em nói là mạnh dạn quá em không thích. Kiểu như là mới quen hay là chưa gì hết mà gọi là sổ sàng vô chụp cắn rồi tụi vậy đó. Bạn trai này nhát lắm, nó nói hung người ta còn chưa hung nữa mà không có dám đâu. Em bị cắn, ai cắn chưa? Dạ không, tại vì em thấy đa phần con trai bây giờ là kỳ lắm, giống như kiểu như là hẹn đi chơi là ta hay hẹn đi chơi tối khuya là khuya đó. Rồi hả, thích vô với những cái chỗ tối rồi đó. Nói chung là mục đích nó rủ mình đi để làm cái gì đó. Cái này em cũng nói thẳng, em chia sẻ thẳng luôn. Mới quen thì rủ đi chơi xa em sẽ không đi, với lại là đi chơi quá khuya em cũng sẽ không đi. Không đi, rủ vô tối không vô. Tối mà tối sạch sẽ thì được. Tối sạch sẽ tối sạch sẽ, tối không sạch sẽ nữa. Có đâu, bạn trai mình hiền lắm, nhớ chút chị anh Hùng nha. Dạ. Đó, nhớ là hứa rồi nha. À, em nghe chưa? Trời ơi, ông này dài dữ ta. Cao mét mấy? Em mét 79. Hèn chi đứng lên chị coi. Mạnh, ốm, cao mà có mạnh khỏe không? Dạ, em thì cái motor 20kg em mình khiêng được chị. Rồi, được rồi, ngồi xuống đi. Cổ hơi bị mặc cảm là tại vì cái tay của cổ lông nhiều lắm. Đưa qua tay qua coi. Đưa cái tay qua coi. Đưa cái tay qua coi. Kiểm tra tay trước khi kiểm tra mặt. Thôi rồi. Bình thường ấy. Đâu. Bình thường, trời đẹp nữa mà. Nha. Tự tin lên nha, có gì đâu. Cô gái bên kia rất là xinh xắn nha. Tiếp. Ừ. Chừng nào mới tính tới kế hoạch kết hôn được? Hai bên gia đình đồng ý thì mình đến với nhau thôi, thì mình cũng lớn tuổi rồi. Rồi gia đình không đồng ý thì sao? Thì cũng do hai người thôi. Có quyền bố mẹ một, còn quyền của mình là 10 mà. Gàng quá ha, nói gàng quá ha. Có cần phải làm dâu không? Không, lấy em đâu? Mình chờ mình làm việc xa nhà đâu em làm dâu gì. Rồi. Được rồi. Vấn đề là giờ hỏi ý kiến người thân thử xem coi ta có góp ý gì không ha. Em có đi với ai không? Em đi chị dâu với em gái ạ. À, có chị dâu hả? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì chị thấy rằng là cái cô gái bên này khá là xinh. Cái thái độ về cái chuyện hẹn hò này khá là nghiêm túc đấy. Còn em chị ấy thì nói chung là cũng 28, 29 tuổi rồi. Mới lại chú ấy thì thứ nhất là cao và gầy. Mong là có một người về để vỗ béo lên nhìn cho nó xinh trai tí. Rồi, cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn ạ. À, chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Thì em thấy Trinh nó là một người rất là chăm chỉ. Còn những gì mà bạn trai này yêu cầu một người phụ nữ thì Trinh là ok. Thì theo em đánh giá thì bạn trai cũng là một người rất là lịch sự. Mình thì mình thấy là với nhu cầu về tìm hiểu người yêu thì hai người là khá là hợp nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau ha. Kéo màn. Đúng theo yêu cầu. Yêu cầu sao có vậy? Khác nãy liền ha. Mình có muốn trai rồi, tặng bạn. Cảm ơn. Sao em nhìn ảnh sao? Giống như ý em không? Được không em? Người đeo mắt kiến, có người đeo mắt kiến. Thích cao, có cao. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? À, tiên có bấm nút không? Không. Tự nhiên mới mở màn lên rồi tiên có bấm nút không là sao cô? Tại vì anh hỏi kêu em hỏi vậy, em không biết hỏi gì ảnh cho nên em tìm kêu em hỏi đại. Nói chứ thôi để tôi gặp người thật đi. Đó, này kiến anh mượn thôi. Bây giờ người thật gì thật nè ha. Để cho nó thoải mái hơn. Nhát lắm, bạn trai nhát lắm. Khi nói chuyện với bạn hai ở cùng thì mình anh em đi trời ơi anh sao mà cứ bạn hoài. Bây giờ hình như em hơi hồi hộp đó. Bây giờ hát bài nào tặng cô gái đi. Kể đó, hát gây ấn tượng nào. Em hát đây chạy hết rồi. Kể đó. Hát đi em, câu gì cũng được hết á. Để mình lấy bình tĩnh lại. Tỏ tình với bạn gái đi. Hát đi em. Em hát ở đây chạy hết. Anh đứng kế bên sao đâu trời ơi, đừng có sợ. Em hát đi em. Em hát rồi dở nhất cho có đất luôn. Kể đó. Anh hát cho em nghe bài đi. Đó, thấy chưa. Hát đi em, nào. 2, 3. Nguyện làm mơ cho em, nguyện yêu em suốt đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Hết rồi đó hả? Thôi cái này. Hàng chi không có bầu là phải rồi. Không hát thì không hay nhưng mà cái lời bài hát nó có ý nghĩa là được rồi. Ghi nhận. Em hát cho mình nghe bài không? Mình cái gì mình hoài. Em hát cho mình nghe bài đi. Gì cũng mắc cỡ nữa. Vậy sao đi cua được vợ được? Rồi hát đi em. Trời, cái ca này khó quá. À, dạ thì đúng thì em không phải sở trường hát, em hát cũng rất là dở. Không, nhưng chắc mà hát hay hơn ảnh mà. Em cũng sẽ cố gắng, nhưng mà em sẽ cố gắng phấn đấu. Ba là con cá mập,
Mẹ là con cá heo, con là con cá cùng, ba con cá hung hăng, nuốt hết một con bò. Mấy mốt em sẽ ru anh ngủ bằng bài này. Hai đứa về làm clip tung lên mạng đi, coi đông lắm á. Thôi, hỏi khác luôn. Đó, được rồi. Không, bỏ qua gì, mình muốn nói chuyện tâm tình đi. Cái công việc của mình khá nhiều thời gian. Mình nếu mình có đến được với nhau, mình chỉ có gặp nhau một tháng hai lần thôi. Bạn có thể được không? Dạ, theo em thì em nghĩ là tình yêu nó dựa trên là cái sự tôn trọng và là tin tưởng. Cho nên cái vấn đề mà gặp nhau nhiều hay ít nó không quan trọng. Quan trọng là ở hai người. Dạ vậy thôi à. Rồi, vậy thôi. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, nãy chị nói rồi, cũng hứa rồi, giờ nắm tay nhau. Rồi. Trời ơi, nắm rung. Rung gì nắm vậy? Đi mạnh dạn lên. Đó. Nói coi. Nắm tay nói gì vậy? À, em chỉ anh hung em chỉ anh hung đi. Thôi. Từ từ học đi. Thôi nhà bọn hôm nay đi. Thơm không? Có. Mùi gì? Dâu khói. Hả? Dâu khói. Hồi nãy em hứa em nói em tập ảnh hung mà bây giờ em hung nhưng mà ảnh hung em rồi em phải hung lại ảnh chứ đúng không, mình mạnh mẽ mà mạnh mẽ lên. Đúng rồi, cái đó là hung hay là hửi vậy. Hy vọng rằng các bạn sẽ đi đến hôn nhân một ngày sớm nhất. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản Nishibi trị giá 1.000.000 đồng. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Sớm báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Đây. Biết sao có con không? Biết đây. Biết hả? Ờ biết rồi. Mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác. Những cái run rẩy nhưng mà hết sức là chân thành. Đúng rồi, có niềm vui đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha quý vị. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào bạn với chào khán giả. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tido. Thương vụ là sao bạn? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà sản phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Rồi. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau, cũng gần quá. Con nửa đường ở đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gần xa đâu. Giờ tình yêu cái gì cũng tới chân á. Thôi, mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi quốc trị. Dạ, cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không chị? Dạ, có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Tại sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải... Mình là ở rể. Thì là gia lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm, nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý chạy heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng lên mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi. Sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được một tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ em nói với mẹ, thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Bọn con chia tay khi con của con khoảng
hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần. Lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng không? Dạ, với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để khai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Ôi, nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn. Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào không? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết, ăn thua là mình yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo điều đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cái cách đối xử với gia đình hai bên, và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Rồi. Xin chào chú. À, chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới, sinh sống dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thiền theo lái, gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu, con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì? Tốt. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông? Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. Sao? Hút chị? Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng hề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại thì em cũng làm việc thị trường thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái có yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn? Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Trong bà ngoại thương con quá, em quan tâm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa, mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu. Bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong em mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu dạ, rồi? Dạ, chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất rồi, cái nếu được là em mua đất em cắt nhà luôn. Rồi, tốt quá. Nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở muốn tiệm mở tóc. Thì mở tiệm tóc vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ rồi, mình hỏi kiến người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em đi với ai? Dạ ngay em kết nghĩa, đăng ký toàn diện chương trình cho em. Em kết nghĩa hả? Dạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào em. Con là em của anh chị, thân như là anh em ruột trong gia đình. Thấy cái quan điểm của chị với quan điểm của anh là khá là giống nhau. Theo nhìn chung về hướng tương lai xa là có thể đi đến với nhau được. Cảm ơn em. Mình có bạn đi... nữ đi với ai? Dạ có, con đi với bạn thân của con. Rồi bạn thân rồi, luôn. Bạn thân luôn. Con chào cô Cát Tường. Rồi chào con. Con chào chú Hoàng Linh. Em có một câu hỏi vui đối với anh là anh nói là anh không có thích là bạn gái cao, tại vì mình là con trai mà mình đứng thấp hơn thì cũng kỳ. Vậy nếu như mà bạn của em thật sự là cao hơn anh thì anh tính sao? Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế á, mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái đúng rồi. Suốt đời và lâu dài được. Trai rất là chín chắn. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai bạn nên gặp nhau đi.
Rồi, các bạn có thể trò chuyện với nhau. Chào anh. Chào em. Em muốn hỏi anh một câu. Tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên em không luôn. Không học nghề, học lên đại học ạ. Đã chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm hàng đầu. Với bản anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia. Chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã thích rồi vậy mà nếu mà nói không thích rồi thì thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không thích thì nếu anh thương em, lộn, em thương anh thì em ít mặt một cái tí. Vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ. Cảm ơn anh. Ý nghĩa món quà. Em mở được không ạ? Được. Cái món quà này á, là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói với em là món quà này anh tặng. Không 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 không. Thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nó mua để dành. Nào có bạn gái mới tặng. À. Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ dạ anh lo xa. Thấy cái gì được ý nghĩa là mua cất đó còn tặng ai chưa biết. Dạ. Thôi mở ra xem. Em mở nhé. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Rồi, cảm ơn anh. Mà ghi chuyền ạ. Rất là đẹp ạ. Vậy hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. À, con hơi chậm trong việc bấm nút. Vâng. Chú lo ha. Em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em hay nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. Thương mà. Chúng tôi gửi một những chiếc vé xem phim của hệ thống chiếu phim 212 Lý Chiến Thắng và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Và đây, hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Anh chị giới thiệu đi ạ, anh giới thiệu trước. Tôi tên là Võ Văn Viết, làm bên nhân viên vệ sĩ, quê ở Buôn Ma Thuột. Quê Buôn Ma Thuột, mình xuống đây lâu chưa? Cũng được hơn tháng. Trước đây là chạy xe, chúng tuổi nó cũng hơi lớn chút, thì giờ mình cũng không muốn là đi trên đường nữa, cho nên muốn về kiếm công việc nó nhàn nhã một chút. Dạ, xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 51. 51. Rồi, tới phiên chị, xin mời. Em xin chào chị Cát Tường, bạn trai bên kia trái tim và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thừa, 41 tuổi, đến từ Phú Yên. Công việc của em là kinh doanh tự do, bên chi số, chị đại lý chi số. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì có tính tự lập cao, em có năng khiếu kinh doanh giỏi. Còn điểm yếu của em thì... không có điểm yếu gì hết. Em hay quên, ở rắn rít chị. Không rắn rít thì ai cũng sợ, cái đó đâu phải gọi là điểm yếu. Thế còn tình trường? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì lúc đó là em do tập trung cho sự nghiệp đó chị.
chưa có ý muốn lập gia đình nên là dẫn đến là chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cái người bạn trai ấy á, muốn ổn định công việc ở quê nhà, còn em thì muốn sống và làm việc thành phố nên là dạ quan điểm bất đồng. Quen được bao lâu? Quen được 8 tháng chị. Còn cái mối tình đầu quen được bao lâu? 10 năm. 10 năm? Dạ. Ủa sao 10 năm mà chia tay em? Đó em tập trung vào sự nghiệp đó chị nên chưa có nghĩ đến lập gia đình. Trời đất ơi, mà 10 năm em không có nuối tiếc gì hết trơn hả? Thường đàn ông ta chia tay phụ nữ chứ. Mình mà 10 năm mất 10 năm thanh xuân của mình mà mình chia tay cái rập luôn vậy đó hả? Dạ thì nói chung hồi đó em ở Phú Yên, hồi đó em làm việc ở đây. Nhưng mà thời gian thì em về Phú Yên, người đó ở đây mà. À. Cho nên nó xa rồi em tập trung vào. Rồi bị ngược quá vậy. Rồi tập cái mối tình thứ hai thì em là ở đây rồi người kia là ở quê. Dạ đúng rồi. Rồi. Lúc này cũng trắc trở chị. Lúc nào cũng trắc trở thiệt là éo le ghê. Tuổi này là người ta con cái nào không, nhỏ hơn Tường có tuổi mà Tường con nay năm là con nay là năm nay 18 tuổi rồi. Rồi với con anh, tình trường của anh thì sao? 20 tuổi đã phải lấy vợ rồi. Hồi đó cái thời đó là đi làm công nhân ở trong Buôn Ma Thuột là vất vả lắm cô. Ham vui sớm đã vất vả còn ham vui sớm. 21 tuổi là đã có con rồi. Dạ. Vậy là giờ con lớn hết rồi anh hả? Mấy cháu? Được 3 cháu, hai thằng đầu bây giờ có vợ có con rồi. Tao thì nó học xong giờ đi làm rồi. Bây giờ chồng anh là chia tay bao lâu rồi? 3 năm rồi, năm 2017. Tính tôi thì nói thật cô rất là sạch sẽ gọn gàng. Về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng là thích lắm. Thì nói chung là gia đình cũng có điều kiện. Trước từ năm 92-93 đó. Bà xã thì nó viên. Nên là tôi ở nhà thì tôi buôn bán. Chúng mình làm hồi thì hai bàn tay trắng làm lên. Đến khi mình làm được cái nhà, xây được cái nhà xong thì nói chung cũng cạn vốn. Mình cũng chưa có dư giả bao nhiêu. Mình bán hàng là không có kịp ăn cơm luôn. Hồi đó bán được lắm. Làm ăn không được rồi à, không được cái sao vợ chồng ly dị sao? Không chưa. Rồi xong không được cái là tôi nghỉ hết. Tôi dẹp hết xong rồi về mua xe ô tô chạy Sài Gòn, Buôn Ma Thuột. Chạy được thời gian hư lên hư xuống 6 tháng là mấy 4 lần chứ không. Cứ dần dần cái kinh tế của mình cứ thụt trần. Không làm xe tải nó quay sang làm xe ben. Làm xe ben để làm công trình. Làm công trình thì cũng không lấy được tiền. Có một ít tiền xong rồi đi thế chấp cái nhà. Rồi anh vô cái mấu chốt vấn đề đây. Em đang chần chờ câu chuyện cái mấu chốt vấn đề là sao vợ chồng anh ly dị kìa. Ông đang nói quý vị bởi vì như vậy là bởi vì mấy chục năm rồi mà mới mới ly dị ngay đây thôi. Gần đây làm ăn không được nữa cả thì vợ chồng nó có cái rạn nứt. Tôi là người đàn ông thì đi ra ngoài thì đi xe, chạy xe thì nhiều khi cũng có nhiều cái nó cũng bị say nắng ở ngoài. Các bạn là mình có lỗi trước phụ nữ ở nhà mà can đảm một chút, biết níu kéo, biết giữ hạnh phúc gia đình thì cũng không đến nỗi nào. Bởi vì tôi cũng không thể đến nỗi là quá trớn quá đáng. Một thời gian là bà xã ở nhà cũng có một người khác, người đàn ông thì mình có thể mình đi mình về được. Cái phụ nữ như vậy thì tôi có thể cảm thấy là khó. Là có bao giờ anh tự bản thân anh nhận lỗi với vợ anh trước? Bởi vì bây giờ anh ngồi anh nói với Tường thì anh nói là do lỗi anh trước. Nhưng mà nếu anh đi làm rồi anh về anh thương vợ thương con, anh lo anh yêu thương vợ con đúng mực thì anh có nghĩ là nếu như vậy thì chị cũng không có cơ hội để ngoại tình không? Nói chung là vợ chồng chưa bao giờ đánh nặng với nhau. Chỉ có khi mà ra chia tay là bây giờ sống không được với nhau thì chia tay. Nói chung là cuộc sống vợ chồng thì nó cũng có lúc này lúc kia. Biết là em gái có cái cảm nhận như thế nào về cái chuyện hôn nhân của anh thì em thấy nó cũng hơi rắc rối chút xíu. Rắc rối cái độ mà làm ăn á, ra ngoài làm ăn á. Và tình cảm mà thấy người nào dễ mến người đó mà dễ chết ở chỗ đó chị. Đó mấy anh chạy xe tài xế rồi nó cũng hay dọc đường bồ bịch tùm lum luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, rồi gì nữa? Nói luôn cho anh nghe để anh biết chứ, mình phải nói cái cảm nhận của mình cho anh biết. Em nghĩ thì cái chuyện hôn nhân mà đổ vỡ thì người ta rút có nhiều kinh nghiệm. Không sao hết. Rồi vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em lo lắng hay em e ngại hay là em thấy không công bằng với em thôi. Chứ còn nếu em thấy bình thường thì chị cũng thấy là hợp lý. Sau khi anh ly dị đến nay là 3 năm. Anh có bao nhiêu người bạn gái nữa? Một người. Tôi thì tính tôi tin người lắm. Cũng làm được một cái nhà vừa vừa rồi, mua đất làm nhà vừa vừa rồi. Nghe cô ta nói ngon nói ngọt thế là cũng coi như sang trên hết cô ta luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ còn gì nữa đâu sang cho cô này. Giờ em có nói ngon nói ngọt cũng không còn gì để sang cho em hết trơn nha cưng nha. Còn gì không anh? Còn mỗi xác. Còn mỗi xác à? Chị không? Số em nó đen quá vậy. Trời ơi, thương dễ sợ không? Quan trọng là mình cứ sống hết lòng. Cái tính của tôi là không bao giờ tôi lăng nhăng. Đã người nào là một người thôi chứ không lăng nhăng. Ví dụ hết này, người này mới tới người khác không, thôi. Không có kiểu đó đâu. Cái sống với mình là mình cứ thật lòng với một người đó. Kể cả như thế nào cũng vậy thôi. Cuối cùng là anh sang tên nhà cho cô bộ đó xong rồi cô chia tay anh hả hay sao? Vâng.
Trời đất ơi, sao mà đoản hậu dữ vậy trời. Thôi được rồi, câu chuyện tìm hiểu đời tư đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần khác. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là người bạn trai đó sống có trách nhiệm, điềm đạm chút xíu chị. Anh này thấy điềm đạm nó rất có trách nhiệm. Có nhiều của đưa cho bạn gái hết là thấy quá trách nhiệm rồi. Thấy vậy là ok rồi. Ok, bây giờ không còn gì cho em đâu. Còn cái xác thôi, sang cho em chịu không đâu nha. Rồi giờ coi mấy cái hình của em coi. Còn anh, mẫu người bạn gái của anh là người như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi. Có cái sống với nhau. Anh tìm đi, người bạn gái ngồi bên kia là có trong đây nè. Anh có hình ảnh gì cho Tường coi không? Ủa sao để móng tay chi dài dữ vậy anh? Quen rồi. Trời ơi, thôi cắt đi, phụ nữ không ai thích móng tay dài đâu. Đó, nhìn đi. Thích anh nào? Anh này quá. Anh nào? Anh này chị, em dự đoán anh này. Mà có thích anh đó không? Nhìn cũng có hậu quá chị. Còn cái xác là có hậu rồi. Tìm ra được cổ chưa? Nhìn này. Cho hai anh chị nhìn trực tiếp với nhau rồi so với trong hình coi có đúng như vậy hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không anh? Đúng cái tấm đó không vậy? Trời. Chào anh. Có giống như sự tưởng tượng của em không? Đúng rồi, người này phải không? Đúng rồi, chứ là... còn gì nữa. Trời ơi, anh ơi, ga lăng xíu đi anh. Trời, anh còn có cái xác không mà anh còn không ga lăng chết em luôn á. Đi ra ngoài để thật cũng giao tiếp hơi bị kém chút trên... Em ở Phú Yên hả? Đúng rồi anh, em Phú Yên. Em ở huyện nào rồi đó? Em ở huyện Tây Hòa, em cách thành phố 3 cây. Tặng hoa trước đi anh, cho nó ga lăng xíu rồi mình nói chuyện sau. Không có gì, cũng vội vàng quá thì thôi tặng em bỏ hoa. Dạ, em cảm ơn tấm lòng của anh. Cặp người cái xứng đôi nè. Nhưng mà anh ngồi xuống đi và anh bị phạt nè. Anh đoán sai người. Bây giờ anh hát tặng cho cô ấy một bài hát đi, đó là phạt đó. Hát một khúc thôi nha. Rồi, mời anh. Vì thanh ơi, thi hồng em gửi về anh dối nhiều tha thiết. Anh chẳng ngại ngùng khi dùng bút cô đơn trả lời thơ. Còn đang ngơ ngác nghe tình say rào rạc như trời mơ ước. Mây núi giông phủ bến hẹn xa xưa. Thuyền đang ủ rũ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, để nung nấu tình chung trong những đêm vắng thanh tàn. Trời ơi! Anh nhớ không quên dáng hình em bé nhỏ thiệt thà. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Nghe vậy là nghe được cái hơi rồi ha. Nói bụng rồi anh hát không nổi. Mình là hẹn ăn trưa mà. Bây giờ mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện với nhau. Rồi xin mời hai anh chị ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Trời ơi, món ăn nhìn hấp dẫn quá. Đây là cái set First Love, bao gồm á là tàu hủ ki, gói chả cá thác lát, trụng gà rang muối, rồi cơm lá cẩm. Đó, xin mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Chút xíu nữa ít phút các Tường sẽ quay lại nha. Trời ơi, người ta gái chưa chồng đó. Anh cố gắng lên. Anh mời em đi. Dạ, em mời anh. Ở huyện nào ngoài đó? Tây Hòa. Ủa, sao anh nhanh quên cái gì? Mới đẹp nấu rồi mà. Cái đường đó anh cũng hồi trước còn chạy xe cũng hay đi đường đó biết. Hồi trước chạy xe, giờ hồi sau thì sao? Tuy An xong rồi ra Tây Hòa phải không? Ở Tuy Hòa xem tới Tuy An chứ. Tính Nha Trang đi ra nghe. Nha Trang đi ra là? Thành phố Tây Hòa xong mới tới Tuy An. Tây Hòa là cái đường rẽ đi lên Trung Hinh rồi. Bắt đầu đứng lên Trung Hinh không? Đúng rồi anh. Dạ. Em hay lên trên Buôn Ma Thuột chơi không? Cũng ít lắm anh. Anh thì nói chung đi ra ngoài nhiều nhưng mà cái anh nói rồi, cái giao tiếp của anh nói chuyện anh kém lắm, không được như người ta. Dạ, mình không được, mình cố gắng làm cho được anh. Không được thì bao nhiêu năm rồi, đi buôn bán có rồi, rồi đi ra đường cũng nhiều rồi mà mình không ăn nói, không có khôn khéo, không có nhanh nhẹn được. Càng ngày mình rút kinh nghiệm càng nhiều lên chứ. Nhưng mà cái bản tính của mình vậy rồi, bây giờ mà khéo cũng được, mà nhiều người ta có cái miệng ra ngoài người ta nói khéo là nhiều khi cũng được việc. Tập luyện cho nó dạng lên. Giờ là em ở trong này là... Tâm sự ra thì được nhiều cho anh. Cũng sơ sơ mới hỏi thăm gia đình. Anh có muốn tiến tới hôn nhân nữa hay không? Hay là anh chỉ muốn là có một người bạn ở bên cạnh mình thôi? Nhìn đi nhìn lại, con cái thì nó không bao giờ nó ở với mình được.
nó lớn lên, nó lấy vợ lấy chồng để nó có con nuôi con cái của nó. Mình mà có bị nhức đầu sổ mũi gì cái mà một thân một mình ở xa, con cái thì ở xa, thì nhiều khi mình cũng thấy tủi thân, rất muốn là được có một người nhà thấu hiểu cái tấm lòng của tôi. Nhưng mà có cưới không? Trời ơi, vấn đề mấu chốt là cưới hay là chỉ ở với nhau thôi? Tùy thuộc vào người nữ. Không có tùy thuộc được, người ta chưa chồng đương nhiên người ta phải muốn có đám cưới rồi. Thì nếu mà cưới thì cứ cưới thôi. Làm không, thì vô vấn đề là cưới hay không thôi. Anh lòng vòng làm ta hồi hộp, người ta muốn nghe cái câu chốt vấn đề. Đúng rồi, làm hồi hộp anh ơi. Câu chốt cái vấn đề, tại vì rất nhiều người ta đâu có muốn cưới thì đâu. Bây giờ người ta ngán rồi. Để lâu hơn nữa người ta cũng qua cái tuổi sanh, người ta cũng đâu có sanh được nữa đâu. Bây giờ mời em bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này ha. Dạ. Bạn thích điểm nào ở đối phương nhất, vì sao? Rồi anh trả lời đi anh, cổ đọc đây, cô hỏi anh đó. Thích nhất là cái giọng nói thiện cảm, không dạ. có hoa mỹ, không có gọi là nói thật tình. Rồi, tới phiên anh. Hãy bày tỏ tình cảm với người đối diện một cách thật lòng. Em cứ sao em cứ vậy thôi. Thấy anh là cũng một con người thật thà, hiền lành. Anh có cái khuyết điểm hay hơi rụt rè. Anh nói rồi, đi ra ngoài thì nói chung do cái đó mà mình là thua thiệt nhiều. Mình chưa hợp gu với nhau thì tự nhiên là nó hơi chậm chút. Nhưng mà khi mà đã hợp gu rồi thì lại cũng nói được, không đến nỗi nào. Mới còn lá, anh chưa có, máy anh chưa chạy. Cho anh thêm lá nữa cho máy anh chạy cơ. Bạn chăm sóc người yêu như thế nào? Nếu người ít thời gian gặp nhau. Nhắn tin gọi điện, nếu như mà khi đã yêu thương nhau thì một ngày chưa biết bao nhiêu cuộc. Hoặc là rảnh khi nào thì mình nhắn mình gọi cái đó thôi, chứ cũng không cứ được là thế nào cả. Dễ chịu không? Được không? Được chị thì đi động viên tinh thần, lời hỏi thăm, giờ không có thời gian gặp mà. Đây, nói thật, nếu mà đã không yêu quý như một... Nếu mà đã yêu thương rồi một ngày tiếp theo, ví dụ như một người con gái mà nghe điện thoại hoặc điện thoại mới hơi bị mệt ấy. Vậy hả? Sao nghe điện thoại mệt anh? Không, là nhiều gọi nhiều. Là anh sẽ gọi nhiều. Nếu mà anh mà yêu thương em mà bạn gái của anh rồi, một ngày anh gọi em 80 cuộc là em sẽ mệt luôn á, em khỏi làm ăn luôn á, hiểu không? Hãy dự đoán đối phương có thích bạn không? Vì sao bạn cảm nhận như thế? Em đoán coi anh có thích em không? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Em cái này thì sao em biết được, lòng anh thôi, anh tự trả lời không em đoán được. Cô này em nhìn cái giác quan thứ bảy thứ nhật của em xem thử thế nào. Dạ giác quan em dở lắm anh ơi. Là dở người ta mới ở mình tới giờ đó. Em dở mới biểu anh tự nói luôn, cho nên em đoán được em nói rồi. Bây giờ chẳng lẽ tự nhiên anh khai. Được đâu, sao đâu, này em yêu cầu anh mà. Đây là cái quan điểm của em cứ trả lời thật lòng, anh cũng nói thật lòng. Ví dụ như hỏi anh thì anh nói thật lòng. Dạ em không đoán được, em mới nhờ anh nói. Nhờ anh nói cho em hả? Dạ đúng rồi. Chắc không phải rồi. Nếu mà nhờ anh nói giải thích giải bày cho em. Vui là sao có tiền? Đâu, thì người ta nhờ anh, thì anh có... Ví dụ bây giờ anh có làm hay không, anh trả lời trực tiếp chứ cuộc nói chuyện với hai người, anh xen vô tí. Nhưng mà anh mà nói thì không phải theo cái ý của em thì sao? Cho em nói đi. Cái ý anh sao thì anh không, nói vậy đây thôi. Đây là hỏi em chứ mà hỏi anh. Thì em nói em không thể đoán được. Sơ sơ xem thử thế nào. Theo cái mắt quan sát của em. Dạ, cái tâm dự đoán em dở anh nên em mới nhờ anh giải thích luôn. Tôi thấy hai người này kẻ tám cân, người nói dạng mai dở hết trơn á. Rồi bây giờ á, bản thân anh cảm nhận về cô gái như thế nào? Cảm thấy có cảm tình, đồng cảm. Có một chút là coi như là mới gặp nhau được 5-10 phút, nhưng mà tôi cảm thấy có một cái gì đó là nó cũng có một cái cảm tình với mình. Rồi, còn em muốn nói gì với anh? Em thì nói chung hôm nay đến chương trình thì mới có cơ hội gặp anh. Thì em qua cảm nhận của em thì em thấy anh thì cũng thật thà, hiền lành. Còn những cái khác nữa thì em cũng mới gặp nên em chưa có hiểu nhiều. Thì cái đó mình phải có thời gian dài để mình tìm hiểu sau. Anh xin lỗi một cái này nữa này. Là anh rất thích cái đẹp. Người phụ nữ là khi nào anh thích người phụ nữ mặc đẹp. Đấy. Mình làm sao mình là đi ra đường, kể cả bây giờ ở nhà mình nhịn đói, nhưng mà người phụ nữ của mình đi ra đường cứ phải đẹp. Vậy là bạn gái cũ anh đẹp lắm hả? Nói chung thì bây giờ như vậy cho nên phải khuyến khích động viên cái người mà mình mà gặp được thì phải... Anh chuyên môn không bao giờ trả lời đúng cái câu hỏi của người ta mà anh cứ đi lòng vòng. Em hỏi bạn gái cũ của anh đẹp lắm hả? Anh chỉ yes or no thôi. Đẹp lắm hả thì nói chung thì nó cũng vừa sử dụng thôi. Vừa sử dụng mà cuối cùng người ta sử dụng mất tiêu rồi, thấy không? Lòng vòng chi cho nó mệt nổi mà anh lòng vòng là anh mất tiêu bộ nói rồi. Nói chung quy lại thì cũng vì vậy cho nên mình mới phải là... phải đầu tư nhiều như vậy, đơn giản. Rồi thôi được rồi, mời hai người đặt tay vào nút bấm.
suy nghĩ thật kỹ. Nếu chúng ta cảm thấy đối phương là có thể thôi, chứ mới mấy phút à, mình có sự rung động hoặc mình cảm nhận được à, có cảm xúc, có tình yêu với cái người này được, thì lúc đó ta sẽ bấm nút. Nhắm mắt lại đi ạ. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận lại, nhớ lại câu chuyện từ nãy giờ chúng ta chia sẻ, xem đây có phải là một nửa của mình hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em là người kinh doanh. Em thích rất là một người dạng dĩ và nói năng nó lưu loát. Em cần một người hỗ trợ. Nhưng mà anh có điểm yếu, anh nói chuyện qua cái cách tiếp xúc xã giao của anh nó không có được dứt khoát, nhanh lẹ. Rồi thôi, chị cũng đồng cảm với em. Tại sao một người phụ nữ nhanh nhẹn như vậy, thông minh, dễ thương vậy anh lại không bấm nút? Hơi bị tự ti một chút với bản thân. Cho nên là mình cảm thấy sợ là người ta buồn, cho nên là mình cũng thôi thì bây giờ... Không đâu anh, thật ra trong cuộc sống đó, tình yêu nó khó nói lắm. Anh tự tin lên. Có thể ngày hôm nay cái nhân duyên này chưa tới với anh, nhưng mà sau này trong cái cuộc đời của anh nó cũng phải còn lại một khoảng thời gian. Anh cũng phải tự tin lên chứ anh không như vậy được. Tại vì nếu mà mình cứ tự ti thì cơ hội nó sẽ không đến với mình. Anh nói bây giờ anh là tay trắng, anh không còn gì cả. Nhưng thật ra anh còn kinh nghiệm sống, anh còn cả một cái quá trình của anh bao nhiêu năm. Anh tích lũy được rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm sống không phải tiền bạc có thể mua được. Thôi thì Tường cũng chúc anh chị ha luôn được nhiều sức khỏe. Và hy vọng là một ngày gần đây nhất thì cái tình yêu đích thực, cái tình yêu mà hai anh chị đang chờ đợi, một nửa của mình thật sự sẽ đến. Chúc anh chị sẽ có nhiều thành công, có nhiều hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn hai anh chị đã tham gia chương trình nha. Kính thưa quý vị, vậy là ngày hôm nay bà Mai, bà Mối đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Thôi thì hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của lần sau. Các Tường sẽ cố gắng hơn nữa nha. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Các Tường xin kính chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, lọn trước không đi mà lọn làm sao vậy cưng? Vậy bây giờ hai nhân vật nữ của ngày hôm nay nè, xin mời. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng ngồi ở ghế màu đỏ nhưng mặc áo màu xanh. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào hai MC của chương trình là chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7 và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy. Có nghĩa là ban ngày đi làm quản lý bar. Ủa, cái bar không làm ban đêm hả? Ủa, kỳ vậy? Chỗ đó là nhà hàng thì nhà hàng bên em mở nguyên ngày nhưng mà em chỉ làm bên mảng bar thôi. Ba là làm mấy giờ? Ba là làm cocktail, là từ chiều bắt đầu mới có khách để uống, người ta uống rượu. À, coi như ban đêm làm quán ba tới mấy giờ mới về? Dạ, cỡ 7 giờ tối em về. Sớm quá vậy thôi hả? Tại vì em quản lý, em có những cái người làm dưới em nữa. Rồi về là em rảnh thì em chạy rap. Chạy rap thêm nữa. Dạ. Chà, kinh tế ổn định không? Dạ ổn định. Chút xíu nữa mình khai thác coi có của dư của để gì không nha. Nhưng mà Tùng quê ở đâu Tùng? Dạ quê em Vĩnh Long ạ. À, vậy hả? Dạ. Cùng với chị rồi. Rồi bây giờ còn ai dưới quê? Dạ còn dì em mới là cậu em. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ ở quận 8. Tạm thời là thông tin của Tùng là như vậy nha. Mời bên kia. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào chị Cát Tường cùng hai bạn nam và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Bảo Khánh, năm nay 23 tuổi. Công việc của em là chuyên viên đào tạo tại Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAC. Quê của em thì ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Vậy em ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 8. Ba mẹ mở quận 8. Quận 8 luôn hả? Ủa sao bên đây cũng quận 8, bên đó cũng quận 8 kìa. Có nào nhà gần 8. Nhau không? Em ở khúc nào? Dạ em ở Bến Bình Đông. Bến Bình Đông. Em ở quận 8 ở chỗ nào? Bến Bình Đông luôn ạ. Bến Bình Đông luôn ạ. Ê trời ơi, bên đây ở Bến Bình Đông luôn kìa. Chỗ ai? Trời ơi, có chừng quen nhau nha. Có chừng quen nhau nha.
Rồi, bạn gái bên kia luôn đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh, xin chào chị và cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lương Mai Thúy Phượng, hiện tại em 23 tuổi, quê em ở Thái Bình. Em đang là giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ tại Sài Gòn. Giáo viên dạy tiếng Anh? Dạ, đúng rồi ạ. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ, em làm được hơn một năm rồi ạ. Từ lúc em vẫn còn là sinh viên đến bây giờ. Wow. Bây giờ cũng mình cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, đúng rồi ạ. Vậy là tất cả các bạn đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa. Còn đang quay qua nè, còn một người cuối cùng. Dạ. Em đang sống ở đâu em? Dạ, em đang sống ở Bình Dương chị. Sao trớt quớt vậy? Tôi mới giới thiệu trớt quớt vậy rồi. Mời em sống ở Bình Dương. Em tên gì? Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31, mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng, bên nhân sự với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Là cái gì không hiểu? Dạ, về bên an toàn á chị. À, mình là làm việc ở Bình Dương, sống ở Bình Dương luôn. Dạ, đúng quê rồi. Mình Bình Dương luôn. Dạ, em ở miền Tây, em ở Tiền Giang. Ba mẹ là ở Bình Dương hay ở? Dạ không, ba mẹ em thì ở quê, thì mấy anh chị thì ở Bình Dương với Sài Gòn. Quay lại với bạn trai đầu tiên, ngồi ở ghế đỏ nha. Bây giờ cưng điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người, và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng Philippines nữa. Dạ. Tiếng Anh thì thôi chị cũng hiểu, tiếng Quảng sao có liên quan tới tiếng Philippines là... Tại vì người bạn gái cũ của em là người Philippines ạ. À, vì bạn gái cũ người Philippines, mình yêu cổ mình phải học tiếng Philippines. Dạ không chị, tại vì lúc mà giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng mà có những lúc mà gọi điện thoại bằng video call đó, thì nói chuyện với lại gia đình đó, thì em cũng học thêm. Vậy tương lai nếu mà em quen thêm vài người ở vài nước nữa thì sao, em học thêm vài thứ tiếng nữa đúng không? Hai người này có khả năng ngôn ngữ cao. Người này có khả năng ngôn ngữ cao. Ủa, dành hết cả thanh xuân đi học vậy mà còn yêu được hay vậy? Tại vì em mới về nước được khoảng chừng nửa năm thôi. Ủa, em đi đâu? Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau ạ. Em đi làm bển được mấy năm? Em làm được 9 năm ạ. 9 năm, chà, cái này vốn nặng à. Đi làm 9 năm ở nước ngoài chắc để dành được nhiều à, đúng không? Trong thời gian em làm 9 năm thì có những cái biến cố. Giống như mẹ em bị tai biến, ba em hiện tại cũng đang có bệnh. Có rất là nhiều người nghe em nói là em đi làm 9 năm nghĩ là em rất là dư dả, nhưng mà cũng là... Nó cũng là một câu chuyện dài. Tuổi trẻ mình chưa lập gia đình thì mình hy sinh, mình đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, báo hiếu là một điều rất tốt, đáng trân trọng. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Mình đông anh chị em không? Dạ em có hai người, đó là chị hai em, năm nay là sinh năm 84. Là cũng có gia đình rồi và có một cháu. Ổn hết rồi, vậy là giờ còn mình em thôi. Dạ, phải còn không? Mình em ạ. À, bây giờ là lo mình em nữa là coi như là ba mẹ sắp có cháu nội. Ba mẹ sắp có cháu. Không, em nói là tương lai. Trời ơi, ông chưa có vợ, ông lên đây ông ngồi ông kiếm người yêu mà ông nói ba mẹ em sắp có cháu nội luôn rồi. Em hơi run. Tầm nhìn xa được. Chúc mừng cho ba mẹ em sau ngày hôm nay có cháu nội luôn. Ủa rồi điểm mạnh điểm yếu là chỗ nào? Điểm yếu của em là nói hơi nhiều chị, với lại suy nghĩ nữa. Có nghĩa là người ta nói một em phải suy nghĩ 10 luôn. Tới bên kia. Dạ, điểm mạnh đúng không? Điểm mạnh đó. Em vui, rất là vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Được. Thí dụ như là mỗi khi mà em tới công ty thì em luôn sẽ chào hết một lượt tất cả các nhân viên, làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Điểm yếu của em là em cũng suy nghĩ nhiều. Em nghĩ gì mà nhiều vậy cưng? Dạ, khi mà một cái sự việc gì đó nó xảy ra thì em sẽ suy nghĩ xung quanh cái sự việc đó rất là nhiều. Nhiều khi tối em về em nằm ngủ, em lại suy nghĩ tới sáng. Trời đất ơi. Tới sáng, trời đất ơi. Thật ra thì em cũng đang cải thiện nó, nhưng mà em vẫn chưa có thoát khỏi được cái chị. Dạ. Nhưng mà thường suy nghĩ là nó cứ lòng vòng, hay là suy nghĩ nó có ra được cái lối thoát nào không? Hay là chị có thấy sáng ra mệt mỏi? Dạ, lúc đầu là nó lòng vòng, rồi từ từ nó khởi sắc. Trong tương lai thì em nghĩ nó sẽ tươi sáng hơn. À, nhưng mà chị thấy trước mắt mà em nói em thức sáng đêm là chị thấy tới sáng là nó tối rồi đó. Dạ. Phải giữ gìn sức khỏe nha em. Đi tới đây là có sách theo cây đàn rồi đó, chị Tường ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Mình muốn làm luôn không? Năng lượng tích cực. Đàn luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Trời ơi, đàn luôn hả anh? Bài lại với em luôn. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngập đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười
em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghỉ ngơi. Môi vẫn luôn cười tươi tắn xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Wow, dễ thương quá. Câu cuối cùng là bên đây có hai chàng trai ngồi nín thở luôn. Nín thở luôn hả chị? Sao em? Hát hay, hát hay hả? Hát hay, giọng truyền cảm. Thích hát hả? Hát luôn đi. Em xin hát chay ạ. Rồi, xin hát chay, ok. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Wow, ê Tùng hát hay lắm nha. Là ban đêm đi làm quán bar, ban ngày lúc mà chạy xe mà bị ế á, ngồi trên xe là hát. Có luôn chị. Đúng không? Đâu phải lúc nào cũng có khách đúng không em? Đúng. À, ngồi hát, bình thường ngồi trên xe đó, hát vậy là quay kiến xuống hay kéo kiến lên? Dạ em quay kiến xuống. Quay kiến xuống là người ta đi đường người ta nghe hết luôn đó. Phải không? Không phải em chạy rap bay. À. Chứ không phải chạy chạy rap bay nhưng mà là chạy rap khao. À chạy rap bay nhưng mà chạy rap bay. Dạ. Rồi hát là nghêu ngao là coi như đi đường người ta nghe hết. Đôi lúc mà có khách em hỏi khách là chị có buồn không hay là em có buồn không, em cũng có thể hát cho người ta nghe được mà. Vậy luôn hả? Rồi. Kiểu đi vừa đi không đau ôm vừa được nghe nhạc như dạ, đi sao vậy đó hả? Hai bạn gái bên kia nghe giọng trai của bạn Tùng nhà tôi như thế nào? Sao nè? Em thấy là bạn nam hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Wow. Xin cảm ơn. Hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Còn em thấy bạn hát sao? Dạ rất là hay ạ. Hay. Nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn. Bạn cái xanh. Nghe anh chàng cái đỏ hát mà bạn cái xanh nổi da gà luôn. Nãy bạn nữ cũng nói chung là tôi thấy đầu nãy tiên bạn nữ vô hát em cũng nổi da gà. Hay là tại bị lạnh vậy? Hai bạn áo xanh hát là em đều nổi da gà, phải không? Tới bạn trai ghế xanh của tôi, em trai. Dạ. Yeah. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì cơ? Điểm mạnh của em thì hòa đồng với hoạt bát, em có biết nấu ăn xíu. Điểm yếu thì em hay bị áp lực trong công việc á. Những lúc như vậy thì em hay rất là khó chịu. Bây giờ tới mình đi nè. Về điểm mạnh của em thì khi mà em đặt target cho mình thì em tập trung vào cái việc đó. Em tự tin là em dễ kết bạn. Còn điểm yếu của em, nói đến điểm yếu thì em em vô tư, em hậu đậu, em đụng đâu bẻ đó. Vô tư là sao? Tức là cái gì nó đến không thôi, rồi cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ sai hết. À, kệ nó. Thuận theo chiều gió đồ hả? Dạ. Em có đam mê gì không? Thật sự đam mê thì có một thời gian thì em khá là thích leo núi hoặc là leo trekking, đi bộ, đi đường dài, đi qua khu ví dụ Tài Năng Phan Dũng hoặc là đi mấy ngày vậy. Xong cắm trại. Đi bộ mà đi mấy bộ ngày hả? Dạ đúng rồi. Đi bộ đi mấy ngày là đi đâu? Giống như đi mấy cái cung đường Tài Năng Phan Dũng hoặc là đi leo núi bình thường thôi. Đi một mình? Dạ không. Chứ em đi ngủ còn không dám ngủ mình nữa. Vậy đi với ai? Em đi với bạn, em đi với nhóm. Đi bộ đường dài xong rồi mang đồ ăn, thức uống. Tại vì đi bộ đó không có đồ ăn thì mình phải gác cả đồ ăn rồi thức uống trên đó, thường là đi qua đêm. Cô này cũng thích cảm giác mạnh mà sức khỏe cũng dẻo dai bền bỉ ha. Em chỉ đi với bài đàn thôi. Chứ em đi một mình chắc em chết. Phiêu lưu và khám phá. Đây, chị sẽ giới thiệu một chàng trai sức khỏe rất dẻo dai, có thể đi với em trên khắp mọi nẻo đường. Lại đây, lại đây, lại đây. Cái gì? Lại đây, lại đây. Đứng xuống đi rồi đi đâu cả ban. Đứng vô cái chỗ bức tường này cho tôi. Chị muốn cho cổ nổi da gà. Chưa. Sao? Thì bây giờ sao? Kêu lại đây, tôi cho rờ món. Chưa. Chưa cái gì, bình thường thôi. Thấy mặt nhau đâu mà. Đưa tay ra cưng. Đó. Em làm em rờ sao mà người ta nổi da gà đó. Cảm nhận đi, đó. Sao em có đại bạn hơi lạnh như lại. Em phải cầm vô cái bàn nè. Cái người ta mới nhận cảm nhận được chứ. Sao em gái nhắm mắt lại hít thở coi. Không có gì hết trơn. Đứt dây chuông rồi, xong luôn. Luôn em mạnh dữ vậy. Ê, mình không có gì hết trơn là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Nhí hoài luôn. Ủa là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Ôi vậy, buông rồi. Rồi thôi, vậy không có gì coi như là không có nổi da gà phải không? Dạ. Vậy là bình thường không có bệnh.
Vậy là máy lạnh cũng gì hả? Không có gì hết. Rồi rồi thôi ngồi đi. Mà chị hỏi luôn bạn trai ngồi ghế màu xanh nè, em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc sinh viên, quen cũng được 3 năm. 3 năm. Mối tình thứ hai thì khoảng 2016, bạn đó cũng làm chung công ty với em. Cái quan niệm của em á là ví dụ như là khi mà yêu nhau thì không phải là đợi một bạn nam nhắn tin trước, mà bạn đó thì cứ nói là khi nào anh nhắn tin thì em sẽ trả lời. À. Nhiều lúc em cảm thấy em mệt mỏi. Quen nhau được bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn 1 năm. Cái quan điểm của bạn đó là có qua mới có lại, nhưng mà em qua thôi cổ mới lại chứ cô không có qua trước, phải không? Dạ. Mối tình thứ ba thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ gì đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn thì không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nói ủa sao anh không nói gì hết. Chị đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm bang. Em mới là đâm bang á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc. Rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong, em nói là chị nói về nhà nghe nhạc. Nghe nhạc xong rồi đi chơi. Phải không mọi người? Còn em á là vô duyên á. Nói nghe nè, hai đứa yêu nhau chẳng có ai phải thay đổi gì ai hết, mà mọi người tự cảm nhận. Ví dụ mình yêu cái người đó rồi mình thấy xem cái người bạn trai mình thích cái gì, bạn gái mình thích cái gì, mình yêu người ta tự động mình sẽ thay đổi cái bản thân mình một chút để mà phù hợp với đối phương, với hoàn cảnh. Chứ mình đừng có bắt người ta phải thay đổi góp ý hoài. Tôi tưởng đâu cổ là cái tánh ví dụ như cổ hay là cằn nhằn cáu gắt, hay là cổ đi làm với công ty của không tôn trọng người này người kia thì mình mới góp ý. Em ơi, ăn nói dịu dàng nhẹ nhàng. Con đằng này tự nhiên cô đang đi chơi rồi mặt cô buồn, tại em nghe nhạc thì cô buồn, đúng rồi, tự nhiên vậy cũng góp ý, hiểu vấn đề ha. Chị Tường nói vậy nó hơi thô nhưng mà phải vô thẳng vấn đề, vậy là hiểu nguyên nhân sao ấy rồi đó. Cô gái vụng về của tôi, tình trường em mình sao? Nếu mà nói chính thức yêu thì cũng chưa yêu ai à? Gì chưa yêu ai à? Dạ chưa yêu. Chưa yêu hả? Chưa yêu ai anh? Dạ rung động thật sự thì chưa. Tức trời là đi bộ hoài vậy đó hả? Đi qua đêm rồi hoài luôn mà cũng chưa rung động với ai. Chị đi qua đêm thôi. Đi thường là đi với một nhóm là giống như sẽ có nam nữ nhiều. Rồi ngủ thì thường sẽ ngủ với nữ chia ra, nhưng mà biết rồi, lúc ngủ với nữ nhưng mà nhiều khi lẻn lẻn đi ra đi vệ sinh thì cũng phải có nam đưa đi. Tối lắm, em sợ ma. Sợ ma càng dễ nữa, ôm vô nếp vô lòng anh. Em vẫn cho người ta cơ hội tìm hiểu em. Nhưng mà thật sự rung động thì cũng không hẳn là rung động. Ngộ á, hai mấy tuổi mà cũng xinh đẹp dễ thương á, mà chưa có yêu ai, phải coi lại nha. Chọn để coi hôm nay em sẽ có kén nữa không, hay em chọn được ai. À. Rồi bây giờ quay lại với chàng trai đang ngồi ở ghế màu đỏ của tôi. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Ba mối tình. Dạ vâng. Cũng bằng với anh bên ghế xanh ha. Đâu kể nghe ba mối tình coi. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89, lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Rồi. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy. Mới cái chưa rồi. Được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Thằng U cũng mặn à. Bạn của bà chị. Thằng U cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Dạ. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng quạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, đến nỗi em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Tụi em quen được hơn 1 năm rồi tụi em chia tay. Sao chia tay vậy? Tại vì vấn đề tuổi tác, bên gia đình, bên ba mẹ em không chấp nhận. Cái mối tình thứ hai của em là cái bạn Philippines này em nói. À, mối tình đó mấy bao lâu? 3 năm rưỡi chị. Lúc đó là em đang ở bên Macau. Macau. Em làm bartender, em làm pha chế, còn cô ấy là làm phục vụ. Bạn muốn có một môi trường khác, bạn đi sang Úc để bạn sống bên đó. Thay mặt cách lòng tụi em chia tay. Bây giờ cậu có 2 đứa con rồi cô. Dạ hả, có 2 đứa con luôn. Còn mối tình thứ ba là gần đây nhất là từ năm 2017 đến giữa năm 2020 thì tụi em chia tay. Thì bạn đó là người Việt gốc Hoa, chị làm chung với em bên đó luôn rồi. Cô đó cũng bên Macau luôn? Dạ đúng rồi. Ủa vậy em về Việt Nam được bao lâu rồi? Em về được hơn 6 tháng rồi. Mới có về 6 tháng thôi? Dạ vâng. À có nghĩa là nếu như hết dịch là em cũng định hướng đi tiếp qua Macau làm không, tiếp? Không, em định ra Phú Quốc hoặc là Đà Nẵng, em có những cái lời mời. Là giờ không đi nước ngoài nữa? Dạ không đi nữa, em ở nhà tại vì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. À nhưng mà cái đoạn mà từ bên Macau về 6 tháng trước á là vẫn còn quen với cái cô người Việt gốc Hoa bên Philippines á? Đó là tụi em mới chia tay xong.
À, tâm đầu ý hợp rồi chia tay là lý do gì chia tay? Chia tay là tại vì cái tính cách của hai đứa không hợp nhau, cứ gây gỗ hoài, cho nên là cụ thể là gây về cái gì? Em hay kỹ mấy cái chuyện mà vặt vãnh á, giống như là bạn trang điểm xong bạn đi làm, cái đồ trang điểm của bạn là em sẽ cất vô, hay là bạn hay quên những cái món đồ như cái son kỹ nọ, nhưng mà em là em tâm lý lúc nào mà quên đúng không thì em đã lấy sẵn, em để trong cái túi em rồi, em đưa cho bạn thôi. Có những cái nhỏ nhỏ mà vẫn gây nhau không có hòa hợp được thì tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà hồi đó lúc ở bên Macau là hai bạn ở chung hay là sao? Dạ hai tụi em ở chung. Thật sự là tại ở chung nó mới lòi ra những cái lặt vặt đó. Chứ dạ, còn nếu mà ở riêng ấy, thì mấy cái đó nó lại chưa thấy. Rồi từ lúc về Việt Nam tới giờ còn liên hệ với cổ không? Dạ bây giờ tụi em vẫn là bạn ạ. À. Lâu lâu vẫn chào hỏi nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Không còn được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là không có được cất cây son gì mà cổ nữa. Rồi có khi nào mai mốt của tình cũ ông rủ cũng tới nữa không? Bữa nay kêu tôi làm mai rồi, tôi dạ làm không, mai em rồi. Không, em không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó chị. À, dạ. Là chắc chắn rồi phải không? Rõ ràng phải không? Tình trường em như thế nào tới bây giờ vẫn còn độc thân vô tính? Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu dạ. Mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu em yêu đơn phương. Cái mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào cái giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời em ơi, em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ hả? Rõ ràng 100%. Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ của em hoang mang quá. Thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm, cứ để mấy cây son cất mấy cây son hoài. Của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay, tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà chi tiết này hay á, chi tiết này hay trời ơi trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không bả 3-4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Em hơi sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào, anh đó bơ đơ. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè, là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Anh biết đó luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra. Người ta come out luôn. Người ta come out luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình ưu tiên cho cô gái. Ưu tiên cho cổ cái cô bẻ gãy đàn ông đó. Giờ em thích mẫu người lý tưởng như thế nào Bảo Khánh? Một bạn nam đối với em thì nên là tinh tế và lịch sự. Còn ngoại hình thì em nghĩ là trên 7,5 là được. Vậy làm sao chị biết cái chuẩn của em như thế nào? Cái 7,5 của em là nó mạnh mẽ hay nó ẻo lả hay là như thế nào? Cao 1m75 á hả? Dạ, cũng có thể nôm na là như vậy. Trời! Có cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Ngoại hình á, chị đang hỏi ngoại hình á. Ngoại hình thì giống như là không hói, không hô, không lé, không xăm rồng, xăm phượng. Trời ơi! Sao mặc đồ kính vậy? Em có xăm. Có xăm. Nhưng mà xăm. Em quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Bên đây là không lé, không hô, không hói nhưng mà có xăm. Đừng xăm rồng phượng trên người như em con hổ. Em xăm cái gì em? Em xăm cái gì? Em xăm những cái hình có liên quan tới gia đình. Là không có phải rồng, không phải phượng phải không? Dạ không. Không phải cọp beo hổ báo không phải không? Có hình con nào hết. Không có hình con gì hết trơn á. Không có hình. Đừng xăm báo. Hình bạn gái cũ. Có xăm hình bạn gái cũ không? Dạ không chị. Không. Đâu. Em à, người ta xăm vậy đi chút xíu mà người ta men. Còn người ta xăm lông mày là xăm lông mày, xăm môi là mệt. Được không cưng? Cô gái bẻ chạy bẻ gãy bốn chàng trai. Bớt nha. Rồi bên đây tới phiên em. Chàng trai ghế đỏ của tôi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào?
không có trẻ con quá, chiều cao vừa đủ là được, không cần phải cao quá, cũng không đừng có lùn quá được rồi. Tầm 1m6, 1m62. Em cao mét mấy? Em cao 1m69. 1m69. Dạ, biết suy nghĩ cho đối phương. Nói chung bây giờ em chỉ cần cái người chín chắn, đừng trẻ con là được. Dạ đúng rồi. Nếu được khi nào tiến tới hôn nhân? Cái này thì phải nói về vấn đề gọi là kinh tế với là công việc hiện tại của em nữa. À rồi bây giờ quay lại cái chỗ vấn đề này. Nếu như bây giờ kết hôn thì em định là sống và lập nghiệp ở đâu? Vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi sao nãy em nói đi làm có thể là có những lời mời ở Phú Quốc ở gì gì đó. Dạ thì cái đó là đi làm. Nhưng mà thí dụ mà em có duyên thì em sẽ làm việc ở gần vị trí thành phố Hồ Chí Minh hơn. Rồi đồng ý. Dạ. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Nãy giờ ngồi nghe chủm chỉm cười quá ha. Nói nghe nè, mình về ghép đôi vậy đó chứ mình cũng có thể địa qua địa lại. Hai cô gái bên kia nãy giờ có thấy rung rinh với cô nào chưa? Cũng có chị. Ông này da dẻ ông láng lắm nha, sao mà trắng bóc trắng tinh trời không biết nữa. Mà mẫu người lý tưởng mình sao? Chiều cao thì khoảng 1m6, là biết nấu chiều ăn cao nhiêu? 1m6. 1m6. Dạ, đừng có càm nhàm là được. Càm nhàm tiêu chuẩn gì nữa hết rồi chị, chỉ như vậy. Nghĩa là không có thích nói nhiều, không có thích càm ràm. Nói nhiều thì cũng tùy trường hợp chị. Cái này là ví dụ như càm ràm là có một cái vấn đề nó đi nói lại rồi. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 78. Wow, chàng trai này ngon ha. Còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ mà sao nãy giờ ngồi mắc cỡ gì, mặt đỏ lòm vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nhà em ai cũng trắng. Trắng vậy đó hả? Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi, đó là mơ ước mà. Ôi, thiệt tình. Mai Phương Thúy. Mới thích ghê. Rồi bên kia thì sao? Thúy Phượng. Đây thì cũng có Thúy nhưng mà Thúy Phượng cũng Mai Thúy Phượng. Thúy Phượng nè, cái mẫu người hot boy của em là như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em có rồi. Bên đây ta nè. Cao 1m78 lận mờ. Gì nữa cơ? Cẩn thận tại vì em hậu đậu quá. Em cũng không có phải tiếp người gia đình lắm, không phải là lo việc nhà hay là chu toàn lắm nên đúng là... rồi, em lo đi bộ với leo núi xong mà sao em làm việc nhà được. Dạ. Cao hơn em là được, cẩn thận rồi tốt bụng là được. Mình hỏi ý kiến người thân mình đi, ai là người nhà của Phượng? Rồi mời em. Em là chị của Thúy Phượng. Chị ruột hả? Dạ chị họ. Em tên gì? Em tên Thủy. Thủy. Dạ. Bây giờ hai chàng trai, chàng ghế đỏ, chàng ghế xanh, mình cho những cái nhận xét chi tiết và hai riêng biệt giữa hai chàng trai này đi. Cả hai bạn đều rất là chín chắn, phù hợp với cái cá tính của Phượng. Phượng nó hơi trẻ con một chút. Bạn ghế đỏ thì em cảm thấy là phù hợp với bạn nữ ghế đỏ hơn. Bạn ghế xanh cũng phù hợp với cái tiêu chí của Phượng, nhưng mà Phượng thì có vẻ sôi nổi hơn cái bạn ghế xanh này. Không biết là hai tính cách đối lập có hòa hợp được với nhau không? Nói chung là nếu mà gọi là mình thấy mà hợp 100% thì chưa phải không? Nếu là người được cái này lại chưa được cái kia đúng không? Dạ. Có vẻ anh áo xanh này là ghế xanh hơn. Là hợp hơn. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà ảnh hơi ít nói, hơi trầm tính phải không? Dạ. Nhiều khi trong gia đình phải có người này người kia. Hai người mà sôi nổi hết nó cũng mệt lắm ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi những bạn bên này là mình đi với ai? Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Rồi xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở Bến Bình Đông, anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc, thì cũng thật là trùng hợp chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Em thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống mạnh rượu mẽ nha. Trà sữa rồi. Rồi nha. Được. Rồi thì tới bên kia đi. Thấy em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Anh Linh. Rồi. Theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên tivi nên rung. Vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Rồi em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng thì làm công việc ba với hả tính cách cũng
kiểu giống như soi nổi à. Cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ thì cũng kiểu thích cho cái này nọ à. À, đi đây đi đó. Còn cái bạn nữ áo đỏ thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi à. Cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh thì kiểu thư sinh này à. Nọ hợp hơn. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp. Đổi cặp là hợp. Theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Em vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? À, có nghĩa là à, em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô áo đỏ đang là con ghế đỏ chưa đàng biết hoàng. Vậy cho họ gặp nhau đi cho nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. À, bây giờ đàn ông mạnh mẽ nè. Em trước nè, dạ. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim mở ra như thế nào? Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Bạn làm về kỹ xảo điện ảnh gì đó nãy em nghe nói. Đồ họa kỹ xảo điện ảnh. Dạ vâng, thì tiếp xúc với lại điện ảnh nè, rồi có nhiều mối quan hệ với mọi người bên ngoài á, cho nên nó sôi nổi hơn. Cảm xúc đầu tiên? Dạ, em thấy hai bạn rất là xinh à. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Chà, anh này thì cô áo trắng sôi nổi hơn. Bên đây áo đen vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Có miếng điện nào bay qua bay lại chưa? Chắc là có. Có hả? Đứng nhìn chân hoài vậy chứ hoàng hồn luôn hả? Em đang nhắm đối tượng để bẻ cong nữa hả? Hay sao? Dạ không. Anh hỏi em gì vậy? Cảm giác tôi là mở cửa trái tim ra. Ra thì cái mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Thì em cảm thấy anh khá là chững chạc, ấm áp. Cảm ơn em. Em gái, cảm nhận đầu tiên. Hai anh đều rất là chững chạc. Đẹp trai. Cái chính là đẹp trai. Với lại hay cười. Dạ cho em xin phép em tặng bạn món quà. Rồi mời em. Mình có đứng dậy không anh? Tùy em hả? Tùy cảm giác em hả? Đó, đi về luôn. Anh xin tặng em món quà là hai quyển sách. Hiện nghĩ em cũng là một người sống tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Hai quyển sách. Có thể nào cho anh coi cái tựa đề được chứ? Tâm buông bỏ đời bình an. Sống sao cho đủ đầy hành trình của sự mãn nguyện. Wow, mãn nguyện. Em thấy nó giống như là đang tạt cái nước lạnh vô mặt em. Sao vậy em? Sao tạt nước lạnh vô mặt giống em? Giống như là chắc hẳn các chị ở đây đều biết. Các chị đây đều biết mà trên thực ra ông mai bà mối chưa biết. Bà dưới cười quá kìa. Hoặc là bản thân em không thích đọc sách. Dạ không, tức là giống như những cái người mà người ta hay nói mày vô chùa ở đi á chị. Là như vậy. Những cái cuốn sách này là giống như dành cho em để cải tạo em á chị. Cải thiện thôi em, dùng từ cải tạo ghê quá. Cô bé bẻ gãy đàn ông á. Em nhiều tội lỗi lắm hay sao? Em hồi nãy có nghe câu chuyện tình yêu của anh đúng không? Em nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử? Ai có cái cơ hội đó thì người ta sống thôi ạ. Tức là ai mà cảm thấy nó cứ đưa vào cái khoảnh khắc đó thì mình sống thôi. Em không có đánh giá nhiều về cái vấn đề đó. Em cũng khá thoải mái. Thế chị nói là nếu như cái cơ hội mà nó đưa đẩy đến với em là cần sống thử để tìm hiểu thì em có sẵn lòng không? Hiện tại thì chưa. Nghĩ là em sống không có cái cơ hội để sống thử. Tại sao là không có cơ hội? Em nghĩ là cuộc đời của em thì em có thể đoán được là em không có cơ hội sống thử. Khao khát sống thử lắm mà không có cơ hội. Bị 4 lần trước là bẻ gãy đàn ông rồi. Nghe ý kiến của bà của nè. Em coi em quan điểm như thế nào về việc sống thử. Sống thử cũng đem đến những cái trải nghiệm trước tiền đề của hôn nhân, nhìn ra thì cũng khá là tốt để trước khi đi đến một cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà đối với bản thân em thì hiện tại thì em nghĩ em là một con người truyền thống nên là em sẽ không lựa chọn sống thử. Trời ơi, em là người truyền thống, chị nghe chị hết hồn. Tùy truyền thống thì... Trời ơi, truyền thống là ba mẹ ở nhà không bao giờ, nhà chị truyền thống ba mẹ không bao giờ cho đi đêm đâu anh em. Em trời trốn ơi. Mà. Trốn mà em gọi là em truyền thống. Đâu đi đêm đâu. Người ta đi ban ngày người ta về, mà đi 3-4 bữa ngày người ta về. Truyền thống. Mình có thể trao đổi trực tiếp với nhau vài điều để mình hiểu hơn. Chủ động đi em. Cho em xin phép hỏi bạn nữ mà mặc cái váy trắng trước. Nếu mà sau này có hợp nhau, anh đi làm về trễ, nhưng mà anh vẫn sẽ gọi để thông báo cho em biết, thì cái việc đó có gây khó chịu cho em không? Dạ không, không. Em thấy nó là một cái điều rất là hay. Respect đúng không? Dạ đúng. Cảm ơn em đã hết câu hỏi rồi. Hết câu hỏi rồi.
Em à. Em hỏi bạn anh ghế xanh, cá tính em nó hơi sôi nổi, nếu như mà có một người hơi trầm em có thấy phù hợp hay không? Nếu mà em sôi nổi rồi thì cũng nên có một người trầm kéo em lại, nhiều khi em tưng quá. Sao giờ em tự nhiên em tâm buông bỏ? Hỏi đi cơ. À, em hỏi đi. Cho em xin vài cái chủ đề. Cho em xin vài cái chủ đề. Trời ơi, có bả nhạc dễ sao. Đây nè, tôi chỉ cô hỏi cái này nè. Nhớ hồi nãy chia sẻ có bồ cũ mới chia tay có 6 tháng đi về chung chuyến bay giải cứu không? Dạ có. Giả tỷ như bây giờ mà cứ quen với em, yêu em rồi mà cứ cô bạn gái cũ hai người cứ nhắn qua nhắn lại hỏi thăm hoài, em tin sao? Cái chuyện đó mới quan trọng đó. Hỏi đi. Sao mà em đơ đơ vậy? Tức là, sao? Tức là cái câu dạ em hỏi y chang như vậy. Dạ em hỏi y chang như vậy. Thứ nhất là anh với bạn nữ không còn liên lạc nhiều. Thứ hai là bạn gái cũ của anh nó hiện tại cũng đang có một mối quan hệ mới. Đã xác định từ ngay lúc đầu là không có quay lại. Cho nên là cứ yên tâm về chuyện đó. Em nghĩ là em cũng không có lo. Tại vì bản thân một người đàn ông thì thường sẽ thích những cái mới. Em sẽ cảm thấy là nếu như mà anh thích một người khác thì là do bản thân mình chưa có thu hút. Nên là em luôn làm mới mình. Hay quá, nói chuyện đủ. Y như người trưởng thành ấy. Giống như là người đã quen nhiều bạn trai lắm vậy đó. Ghế màu xanh đây nè, em cần hỏi gì không nè? Anh ơi, vậy là anh làm cả thứ bảy ạ? Anh vẫn làm thứ bảy. Hàng ngày đi làm về là đúng giờ văn phòng luôn ạ? Tùy theo công việc, ví dụ như công việc đòi hỏi ở lại tăng ca, có khách hàng tới đánh giá thì anh phải ở lại chuẩn bị hồ sơ, thì những cái ngày đó thì anh phải ở lại. Nhưng mà cái số lượng tăng ca thì không có nhiều. Vậy là cũng không có chắc thời gian là sẽ về đúng giờ hay gì hết. Mà anh có hay về trễ không? Thường là ít em. Ví dụ như là bạn bè rủ nhau đi cà phê hay là đi ăn thì mới về trễ. Còn không thì thường là anh làm tới 4:30. À 4:30 hả? Đúng. Vậy là anh nấu cơm được. Trời. Sao được không? Sao cười? Ổn không? 4:30 về nấu cơm. Dạ, anh nấu nhưng mà ăn được thôi chứ không muốn ngon. Có nấu là mừng rồi. Thì anh nấu ăn thì sau này về em rửa chén. Dạ. Được không? Hay là em đập chén? Thì nhà có chén mới nhiều. Nãy nói là em vụng về lắm, em đụng đâu lớp đi. Được cái là hai người này đã có tư duy mai mốt về ở chung rồi là thấy vui rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ cuối cùng là sắp đến giờ mà chúng ta phải quyết định đâu, thể ngồi nói chuyện hoài được. Nhắc lại một lần nữa nha, nếu mà mình muốn thử cái cảm xúc của mình với cái người mà không phải chương trình kết nối cho mình vẫn được nha. Chứ ở đây không ai bắt là đỏ với đỏ, xanh với xanh. Đây là tùy tụi em. Chương trình thì tạm thời là ghép như vậy theo cái hồ sơ của tụi em gửi đến. Thì nãy giờ em chưa có tặng quà. Rồi mời em. Công việc của em cũng hay đi dạy nhiều, thì em nghĩ cái bình nước này nó sẽ thích hợp với em hơn. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng cho anh một, anh mở ra, một chiếc ly. Cái ly này dùng là để uống nước hoặc là bỏ bàn chải đánh răng vô. Thôi em tặng cho người ta, người ta muốn làm gì ta làm em. Rồi để tiếp nè, làm sao nữa. Dạ, trên cái ly đó là cái ly siêu anh hùng. Thì em cũng mong muốn là nếu như mà được thì anh sẽ giống như là siêu anh hùng của đời em. Cái ly mà còn bị để bỏ bàn chải đánh răng vô nữa. Em cũng xin tặng anh, cũng giống như anh kia thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa sẽ thay đổi đi, là nó chỉ đơn thuần là để đánh răng và súc miệng hoặc là để bằng chải. Dạ, cảm ơn. Là ông cho tao uống nước không? Em tặng anh món quà, tại vì để anh làm công việc văn phòng nên thật sự cũng phải ghi chép rất là nhiều. Nên là em muốn tặng anh cái bút này. Dạ, anh cảm ơn em nhiều. Các bạn còn ai muốn nói gì nữa không? Bây giờ thì sự lựa chọn của tụi em như thế nào? Anh rất là tôn trọng, chỉ hy vọng là tụi em tìm được hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình. Mỗi cái ghế có hai cái nút bấm. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của anh Đạt thì mọi người hãy chọn cái nút bấm của mình và bấm vào. Bạn có quyền không bấm. Nếu bạn không muốn chọn ai thì bạn có quyền không bấm. Còn bạn muốn chọn cái người ngồi ở cái ghế màu nào thì bạn bấm nút màu đó. Nhìn cho kỹ chúng ta bấm lộn. Chúng ta chỉ trùng khớp khi nào cả hai cùng bấm nút chọn nhau. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Chọn hay không chọn. 5 4 3 2 1. Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không. Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai với lại hay cười. Bấm. Hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng.
Sao vậy em? Sao em không bấm? Sau khi mà em chia sẻ với bạn á, thì em thấy là có những cái ý kiến với lại những cái tính cách nó chưa có phù hợp với nhau. Ví dụ cụ thể. Giống như là thứ nhất là nãy giờ em giao tiếp với bạn, em thấy là bạn hay bị chậm. Bạn chậm là do bạn suy nghĩ về cái câu nói của em, hay là bạn suy nghĩ về xa hơn, giống như là anh nói xong rồi anh sẽ làm như thế nào? Rồi sao cưng? Thực ra hai anh đều rất là tốt. Từ ngoại hình cho đến công việc cho đến tính cách, đều có thể nói là rất là tốt. Nhưng mà em nghĩ là do em chưa không luôn đợi. Chị Từ xin thay mặt cho chương trình chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay mình chưa có duyên để tìm được một cái người cùng đồng hành với mình trong cái con đường tình yêu. Nhưng mà cũng hy vọng các bạn có nhiều sức khỏe nè, thành công trong công việc nè, rồi cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành tặng cho các bạn. Dù cho các bạn không đến được với nhau thì chương trình vẫn gửi tặng cho các bạn mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Đây, gửi tặng em nha. Gửi tặng em một chiếc điện thoại. Gửi tặng các bạn đây là We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Rồi, gửi tặng hai bạn nha. Rồi, gửi tặng. Đó, để về lên luôn. Dù là thất bại thì nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Rồi, mỗi bạn được 1 năm nha. Cầm đây, cầm. Rồi, để lên vậy luôn cho nó đẹp. Dạ, quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Kết Đôi Như Ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Các cô gái của chúng tôi bây giờ đang ở trong phòng makeup để có thể chuẩn bị cho cái buổi gặp gỡ hai chàng trai của chúng ta. Không biết là họ có những cảm xúc như thế nào trước khi mà gặp gỡ những chàng trai xa lạ này. Hello, xin chào các cô gái. Chào chị. Chị tên gì ha? Dạ, em tên Bảo Khánh. Chị Bảo Khánh. Hôm nay khi mà chuẩn bị lên sóng của chương trình để gặp hai chàng trai xa lạ thì chị có một cái tâm thế như thế nào? Dạ, em rất là run và lo sợ. Mình đã chuẩn bị trong thời gian bao lâu để có thể lên đây gặp hai chàng trai nè? Dạ, em chuẩn bị khoảng gần một tuần. Đúng một tuần luôn? Dạ. Là mình là chuẩn bị cái gì? Trang phục nè, tâm lý nè. Dạ, em đi sắm quần áo, giày dép, trang sức. Với lại chuẩn bị em xem hết các cái số cũ. Để mình có một cái cách lựa chọn cho người chàng trai của mình ngày hôm nay. Dạ, đúng không? Rồi. Bạn mong muốn chàng trai của mình sẽ như thế nào? Dạ, em mong muốn là sẽ giống như những gì em mong đợi. Sẽ giống như những gì em mong đợi. Một lát nữa hy vọng là bạn sẽ tìm được chàng trai của mình nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bên này là một cô gái của chúng ta cũng rất là xinh xắn. Hôm nay bạn đến với chương trình, bạn mong muốn chàng trai của mình như nào? Có giống như bên này là vừa đủ không? Em thì không có đặt ra tiêu chuẩn gì cụ thể hết. Thì nếu mà nó tới là nó tới thôi. Vậy là mình lên đó là mình lấy cảm xúc của mình ưu tiên. Maybe. Dạ, là giáo viên. Dạ. Bạn mong muốn người đàn ông của mình sẽ có cái tính cách như thế nào? Thực sự thì em cũng không có cái chuẩn mực nào hết. Nhưng mà nếu mà thực sự bạn mong muốn thì một người có thể nhưng ấm áp chăm lo cho gia đình. Và thực sự là em rất là cẩu thả, em rất là không có được đụng đau hư đó. Nên em mong là sẽ được người cẩn thận. Lát nữa thì các bạn sẽ có thể đủ lý trí để tìm được các không lý trí và vừa tình cảm để tìm được chàng trai. Dạ. Chị Cát Tường hôm nay chị cảm thấy như thế nào? Cơ bản là bốn bạn là đầu tiên vô mình đều thấy riêng từng bạn đều rất là ổn. Thật sự là hôm nay cái kết quả này chị Tường cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì trong cái quá trình mà trao đổi với nhau thì Tường thấy là hai cặp đôi nó có những cái điều đó chưa có trùng khớp. Ví dụ như bạn Tùng thích trẻ con nhưng mà cô gái bên kia thì cô chưa có cởi mở để mà chia sẻ để cho người ta có thể mà kết nối được với mình. Anh chàng làm văn phòng và cô gái mà leo núi cũng vậy nữa. Vẫn còn một cái sự gì đó nó trên họ trong cái cuộc nói chuyện họ. Mặc dù ai nhìn cũng đẹp nhưng mà họ nói chuyện không có cái sự hút vào nhau và chứng tỏ là cái điện họ chưa có. Và như vậy thì thua. Cả tình yêu mà chưa có cảm xúc thì đành phải chấp nhận thôi. Nói chung là Tường và Đạt cũng đã cố gắng hết sức. Dạ, rồi, cảm ơn chị Tường.
Cái lúc mà mình mới vừa mở đèn ra mình cảm nhận như thế nào với khách nhìn trai? Các anh rất là chững chạc, các anh rất là đứng đắn luôn á. Thì khác xa với cái tính cách của em, có thể là do tuổi tác và có thể là do công việc đưa lại nữa. Hai chàng trai ở đây đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ 80-90 luôn ạ, tất cả mọi tiêu chí đều ra. Em thực ra như lúc nãy em nói là không có tiêu chí, chỉ cần cao hơn em hoặc là tốt bụng, ấm áp, hai anh đều rất là như vậy. Còn bị chỉnh chu suy nghĩ cẩn thận nữa, nhưng mà thật sự là do em chưa có rung động được. Cái cảm xúc của anh khi mà vừa mở rèn ra thì anh thấy như thế nào về hai cô gái? Hai bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Đối với cái bạn nữ mà được ghép đôi cho anh thì sao? Mình có rung động nhưng mà bạn nữ đó không có rung động thì mình phải chấp nhận thôi. Anh thích mấy cái điểm gì trên gương mặt hoặc là về tính cách của bạn trong lúc mà bạn chia sẻ? Chắc là nụ cười. Anh cảm nhận như thế nào về cô gái này? Hai bạn gái ngày hôm nay đều rất xinh đẹp và cao ráo. Mà đối với anh thì mình đã đến chương trình tham gia với một cái tâm thế là tham gia chương trình mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè hơn. Nếu mà tốt hơn thì mình sẽ tìm được một nửa của mình. Chương trình đã ghép đôi cho anh với cô gái này. Bao nhiêu phần trăm đạt theo như những gì bạn mong muốn? Đối với anh, một người con gái mà có được cái khả năng ca hát là lợi thế hơn những người bạn gái bình thường rồi. Nếu mà em hỏi về phần trăm mà anh mong muốn và một người bạn gái của anh mong muốn thì cái bạn gái hồi lúc nãy thì khoảng chừng 85%. 85%? Nhưng mà tại sao anh không bấm? Tại vì thứ nhất là về độ tuổi, thứ hai là về cái tính cách đó, nó chưa thật sự là hòa hợp với nhau. Biết đâu được sau này anh với bạn đó thành đôi hay là trở thành gia đình với nhau sao? Đó là còn tùy vào duyên số, còn tùy vào duyên số. Bây giờ mình có cần cảm thấy hồi hộp không? Thật ra thì ngay từ đầu cho tới bây giờ em vẫn không có hồi hộp. Em cảm thấy rất là vui vẻ, cũng khá là tự tin bình thường thôi, chứ em cũng không có hồi hộp gì cho lắm. Chàng trai ngày hôm nay em gặp thì em thấy là em thích nhất ở điểm nào, mặc dù là hai người không đến được với nhau? Em thấy thích nhất ảnh là một cái ở điểm là ảnh rất là chín chắn, nhìn khá là trưởng thành. Và chắc là cũng là vì ảnh cũng là ngoài 30 rồi nên là cái đó là điều đương nhiên. Nên là em thấy cái điểm đó là điểm chính của anh. Từ lúc mà chàng trai ấy vừa mới mở rèn ra thì nó có giống như là những gì mà em đã kỳ vọng không? Em nghĩ là nó hơn. Tại hồi lúc đầu em tưởng tượng là bạn này không được như thế. Trong tưởng tượng của em thì bạn không có như em như lúc mà mở rèn. Là em cảm thấy em nghĩ là bạn này sẽ ốm rồi không có được chuẩn chạc như vậy. Nhìn như cái vẻ bề ngoài thì khá là đứng đắn và trưởng thành đó. Thì lúc mà mở ra thì em mới bất ngờ hơn. Bạn ấy nói là sẽ kết nối sau để xin Facebook. Thì em có sẵn sàng cho cái việc là mình sẽ mở lòng thêm một lần nữa để cả hai có thể tiến tới tìm hiểu không? Em cũng đã cho số rồi, thì em cũng sẵn sàng với cái việc mà làm bạn bè thôi. Cái việc mà người ta không bấm thì là nó khá là bình thường. Tại vì trong cái khoảnh khắc đó có khi là người ta chưa suy nghĩ kỹ chẳng hạn. Đúng, nhưng mà đối với em thì sao? Sau này em có cho bạn ấy cơ hội không? Hay là chỉ dừng ở mức bạn bè thôi? Tùy cái khoảnh khắc, chứ hiện tại thì em cảm thấy là khi mà một người không bấm thì tức là họ đã cắt đi cái cơ hội đó.